Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoài Niệm Game TV. Tiếp tục series về chơi ép ở trong Huawei thì hôm nay mình mặc một cây full IC, một cây ép full IC 10 món và sói gốt 1 fan blue IPK để cho anh em xem là cái độ khó chịu của con ép khi đi IPK nó như thế nào. Đợt vừa rồi thì mình cũng đã luyện được một chút những cái cách PK, cũng học hỏi được từ anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhiều anh em đã nhắn tin chỉ bảo rất là tận tình. Đó thì hôm nay mình lên một cây full IC mạnh nhất đồ cốt hiện tại để cho anh em xem đi IPK xem là thực sự là nó còn đã được mạnh hay chưa. Ở clip trước, clip đầu tiên thì mình mới chỉ giới thiệu cho anh em về hướng dẫn anh em chơi ép thôi. Còn clip này thì mình sẽ đi PK thực tế, PK với những đối thủ mạnh và khó chịu để cho anh em xem. Rồi, ok, chuẩn bị bắt đầu thôi. Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Rồi, đây là một đoạn PK demo cho anh em xem là cái độ khó chịu của nó khi đi PK như thế nào. Đó, đây là mình đi PK với một bạn chơi DK. DK cưỡi sói đỏ và mặc holy, cầm kiếm holy, mặc set rách, cap vua, áo choàng vua. Đấy. Rất khó chịu đúng không ạ? Không lại được gần luôn. Anh em thấy là độ khó chịu của nó chưa? Đấy, cực kỳ mạnh, cực kỳ khó chịu. Nó cũng không mạnh lắm đâu, nó không trâu đâu, nó đam nó không to đâu, nhưng mà nó, cái skin băng của nó cực kỳ khó chịu, rất khó lại gần luôn. Đấy, nó không được khỏe như kiểu con Soul Master hay là con MG, nhưng mà bù lại thì nó có cái khả năng gọi là làm chậm đấy, giữ chân đối phương rất là khó chịu, và do đó anh em chỉ việc hú sói như thế là đã gây ra sự ức chế cho đối phương rồi đó. Ok, thì đây là toàn bộ cây IC mà mình mặc ở trên cái video clip này. Full IC 10 món và sói gốt 1. Chim thì mình cầm chim 2 thôi. Đó, anh em có thể nhìn về đồ. Cái cây IC này thì mình cũng review rồi, nhiều rồi, nên là mình cũng không sâu lại từng món để cho anh em xem nữa, cho anh em khỏi mất thời gian. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi tìm đối thủ và mình sẽ đi cà khịa và để PK cho anh em xem. Đó, những anh em nào mới mà chưa đăng ký kênh thì ở dưới video nó có nút đăng ký kênh, thì anh em hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Hoài Niệm Game TV. Đó, và để theo dõi khi mà mình ra những video clip tiếp theo. Đó, clip này là clip thứ 2 về hướng dẫn chơi ép của mình. Đó, thì mình cũng chơi và sau đó mình chia sẻ với anh em. Thì anh em nào chơi đỉnh cao hơn, pro hơn thì có những cái chia sẻ góp ý bình luận ở phía dưới. Rất mong là anh em sẽ góp ý thêm để mình sẽ hoàn thiện thêm những cái clip sau. Đó, anh em thấy là băng khó chịu chưa? Con sói đen kia được, đứng im một chỗ không lại gần được, không làm gì được luôn. Đó, rất là khó chịu. Hôm qua thì mình có đánh ở trên arena này một lúc thì khi anh em nhận ra có ép đi cà khịa như này thì anh em lao vào bánh sấp mặt luôn, bánh hội đồng luôn, vì hình như là anh em rất ghét ép. Đó, vì chuyện đánh nhau với ép nó rất là khó chịu. Đây, để mình cài đặt lại skin một chút. Đó, thực ra thì mình cũng chưa biết cách combo chuẩn của ép cho lắm đâu. Đó là bị bác này, bác cái dồn bác đánh rồi đây này. Đó, chết liên tục. DK lại gần là ép rất là, chỉ cần một hit của DK là con ép nó sẽ nằm sàn thôi, bởi vì nó không có được trâu như kiểu con Soul Master. Cái điểm phòng thủ của nó khi mặc full IC nó chỉ có khoảng 15.000 thôi. Đấy. Nên là nó không được trâu như con Soul Master. Đấy. Nó cứ lại gần là chết. Đây là mình sẽ phải giữ khoảng cách. Mình đi solo thì mình sẽ phải giữ khoảng cách với những anh em khác. Đó, chết liên tục đúng không ạ? Rồi, yên tâm. Đó, lúc này là mình vẫn đang mới cài đặt skin, mình chưa có đánh lối chơi khó chịu. Rồi, bạn cứ chờ một chút. Đó, bạn có chạy được đâu, bạn có lại gần được mình được nữa đâu. Đó, thì mình cũng mới chơi, cũng đang tập dượt. Đấy, anh em lao vào đánh hội đồng kinh quá. Thôi chạy rồi. Chạy thôi, đi tìm đối thủ khác đánh tiếp. Rồi, xuống bãi dưới này đi. Dưới này đang đánh nhau loạn xạ lên rồi. Đó, thì mình cũng chơi đến đâu
chơi đến đâu, mình biết đến đâu thì mình chia sẻ với anh em đến đó. Thì mong rằng là những anh em nào biết dành pro hơn thì anh em hãy ủng hộ và góp ý cho mình ở phía dưới để mình hoàn thiện thêm vào những cái clip tiếp theo đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vừa rồi thì đợt vừa rồi cũng có rất nhiều ý kiến hướng dẫn mình về cái cách lên đồ cho ép, hay là dùng sói như thế nào, hay là dùng skin như thế nào. Đôi khi là khi vào PK thì lộn xộn quá, hoặc là mình vội quá là mình cũng không combo theo đúng combo mà anh em hướng dẫn được. Đó, chết liên tục anh em ạ, không chạy nổi với cả cái con DK sói đỏ mặc xét rách này. Đấy, mình sẽ cố gắng mình giữ khoảng cách, mình chạy ra xa nó một chút, sau đó là mình băng nó. Đây, ok. Rồi, chờ một chút. Rồi, để mình di chuyển xa xuống một chút. Đó, chết liên tục, không có cửa nếu mà đứng gần đâu anh em ạ. Cứ đứng gần nó là không có cửa đâu, anh em phải giữ khoảng cách một chút. Để mình vẫn đang thử lại skin. Mình thử lại skin xong thì mình sẽ đánh với bạn ấy để cho anh em xem. Rồi, cố gắng là di chuyển xa một chút. Đó, xong rồi bắn băng. Anh em thấy chưa, bắn băng là nó không thể chạy được. Nó bị hãm đứng im một chỗ và chỉ để đứng để cho mình đánh thôi. Cái đam của con ép này thì nó không được to cho lắm, nên là anh em chơi sẽ phải kết hợp với sói. Bé băng liên tục và hú sói. Đó, đây là mình còn quên mình chưa kết hợp với đánh thường. Anh em nên kết hợp với đánh thường khi trước khi hú sói nữa để phá giáp của đối phương. Đó, cứ băng liên tục, anh em cứ băng liên tục. Đó, không lại được gần đâu, nó không lại được gần mình đâu. Xong là hú sói. Đấy, hú sói bấm chim. Nó nhiều skin quá nên mình cũng không để được cả skin chim với cả skin bắn thường nữa. Con chim nó cũng rất là ít tấn công, không như DK. DK mình, anh em mình chơi nó ít skin thì nó khác. Đó, nó cứ lại gần cái là anh em mình rất nguy hiểm, nên là anh em phải giữ khoảng cách. Bắn băng xong rồi chạy, xong rồi bắn băng xong thì là hú sói anh em nhá. Đấy, một số anh em nữa thì bảo là búp cái bàn tay tấn công lên để tăng cái lực tấn công khi hú sói. Nhưng mà nhiều anh em thì lại nói là búp như vậy thì là búp cho đối phương nó tăng công. Nên là mình không búp. Mình vẫn đang trong thời gian là mình nghiên cứu vào cái con ép này, nên là mình sẽ cố gắng là mình tìm ra cái lối chơi nó hay hơn nữa, để là mình hướng dẫn những anh em nào mới mà đam mê chơi ép. Đó, ok. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng là ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh ở phía dưới của clip. Đó, hoặc là có thể tìm đến fanpage Facebook của Hoài Niệm Game TV để tham gia cùng những anh em khác bình luận, hay là cùng theo dõi mình ở trên đó. Đó, như vừa rồi là combo chuẩn đấy anh em ạ. Như vừa rồi là combo chuẩn đấy. Băng 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 nó một chút, xong mình bấm chim hú sói, rồi là bắn xuyên tâm tiễn là nó bị nằm sàn thôi. Đấy, đấy, dồn con người ta vào tận chân tường thế này bao giờ không. Đấy, anh em cứ bấm băng liên tục là nó không di chuyển được đâu. Bây giờ là nó đang tâm lý nó cực kỳ khó chịu rồi. Đó, nó chết mạng thứ hai rồi anh em ạ. Đó, thì cái cách combo thì hiện tại thì mình được anh em hướng dẫn là combo như thế này, nhưng nó vẫn còn thiếu là bấm skin bắn thường nữa. Đó, thì không biết là mình PK như này thì nó đã chuẩn chưa. Thì anh em nào có những cái lối PK nó hay hơn thì anh em hay gợi ý cho mình để mình bình luận ở bên dưới, để mình có thể là hoàn thiện trong những cái video clip tiếp theo cho anh em xem. Đó, hôm nay gặp bác đối thủ này thì bạn này người nước ngoài. Sau khi PK mình một lúc thì bạn ấy khó chịu quá và bạn ấy cứ dồn theo mình, bạn đánh liên tục. Nên là mình quay lại cho anh em xem. Đó, đây là chết lần thứ 3 rồi này. Khó chịu chưa? Cái đam của con ép này nên nó không to đâu anh em nhé. Nó không nổ được đam to như kiểu là con DK hay là con sâu đâu. Đấy, mà anh em phải chờ cơ hội. Đấy, vừa hú sói làm sao mà đam 2-3 cái đam liền lên nhau một lúc ấy, thì nó sẽ gây hiệu ứng là nổ đam được, thì nó mới nổ được đam to và sốc được chết đối phương. Chứ nếu mà một đam thường thì nó không thể bắn chết được. Nguyên skin đam của cái skin bắn băng ấy thì nó không đủ để giết được con DK đâu. Con DK máu nó rất là trâu, và bây giờ những cái đồ đạc nó hồi máu rất là nhanh. Đấy, từ nãy giờ thì mình cũng ăn được bạn này mấy mạng rồi. Đó,
chắc là bạn cũng rất là khó chịu rồi. Rất là ức chế. Chơi này thì ai chơi đúng không ạ? Chơi ức chế này thì ai chơi? Đấy, anh em thấy khó chịu chưa? Đấy, bây giờ là combo có đủ cả chim, cả sói, rồi là xuyên tâm tiện. Đấy, đam một con ép để nó không được quá to. Đó, lại chết một mạng nữa rồi. Lúc đầu thì mình sẽ bị bạn này giết hơi nhiều, bởi vì lúc đấy mình vẫn đang trong quá trình là mình cài đặt skin và mình test. Đấy, đoạn sau này thì bạn này đã bị cầm chân một cách là khó chịu rồi, không làm gì được. Đó, anh em chơi đam mê chơi ép thì nên di chuyển nó nhịp nhàng một chút và dùng cái skin của nó hợp lý. Kết hợp làm sao mà để 2-3 loại đam nó dồn lên một lúc thì mới có thể giết được đối phương. Chứ còn nếu mà đánh một loại đam, một loại skin lên đối phương thì nó hơi khó. Nó rất là khó kết liễu đối phương. Đó. Thì ngày hôm nay là làm clip chơi ép tiếp theo để cho anh em xem. Thì mong rằng là clip của mình thì nó chưa được hoàn thiện. Anh em nào có những cái cách combo nó hiệu quả hơn thì anh em hãy bình luận ở phía dưới để mình có thể hoàn thiện tiếp trong những cái clip ra tiếp theo. Đó, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong thời gian qua thì anh em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh Hoài Niệm Game TV. Thì đây là cái chỉ số khi mà cái cây đồ này lên cho anh em xem này. Đấy, chỉ số phòng thủ của nó là 15.000. Anh em xem, cần xem lại chỉ số thì anh em xem lại nhá. Đó, bạn này bạn vẫn rất là cái cú mình và vẫn đang muốn dồn theo để ăn miếng trả miếng này, để trả đũa này. Rất là cay cú, rất là khó chịu thì chơi với ép. Đó, không chạy được. Đó, rồi, ok, clip khá dài rồi. Xin chào và tạm biệt anh em. Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.